Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Vivo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá những nét đẹp độc đáo của thành phố Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nha. Hãy cùng nhau trải nghiệm và tận hưởng những điều tuyệt vời mà Sài Gòn mang lại. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở đường Lý Thái Tổ. Bây giờ đang khoảng là 19 giờ tối. Hiện tại thì đường đang là giờ cao điểm nên xe cộ rất là đông. Vì thế mà trời bây giờ khá là nóng nha các bạn. Và buổi tối tầm giờ này thì đường Lý Thái Tổ là một trong những con đường nhộn nhịp nhất với dòng người và xe cộ lưu thông rất là đông đúc. Đây là khung giờ cao điểm khi mà mọi người tan làm và đổ ra đường để về nhà, ăn uống hoặc là gặp gỡ bạn bè. Dọc hai bên đường thì rất là nhiều hàng quán ăn uống, từ các vỉa hè, xe bán hàng rong đến các nhà hàng và quán cà phê, thu hút rất là đông thực khách. Một số cửa hàng còn bày bàn ghế ra vỉa hè tạo thành những khu ăn uống nhộn nhịp với người dân ngồi thưởng thức bữa tối hoặc là nhâm nhi ly cà phê, trà sữa. Tuyến đường này thì cũng có nhiều khu bán đồ thời trang, các cửa hàng tiện lợi và các tiệm nhỏ lấp lánh ánh đèn. Ngoài ra thì đường Lý Thái Tổ còn kết nối với nhiều tuyến đường khác trong khu vực quận 10, quận 5 nên là lượng xe cộ đi qua lại rất là lớn, dễ xảy ra tình cảnh kẹt xe tại các ngã tư vào giờ cao điểm như là bây giờ. Tuy nhiên thì chính sự đông đúc này lại mang đến cảm giác sôi động, náo nhiệt và một nét đặc trưng không thể thiếu của các con đường ở trung tâm Sài Gòn. Bây giờ các bạn có thể thấy là xe máy và ô tô đang chen chúc nhau trên làn đường chật hẹp. Đặc biệt là tại các ngã tư như là Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ và Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương hay là vòng xoay Lý Thái Tổ và Nguyễn Thị Minh Khai. Tiếng còi xe thì vang lên liên tục khi dòng người cố gắng lách qua nhau, nhất là vào những hôm thời tiết xấu hay có những sự kiện lớn trong thành phố thì tình trạng ùn tắc càng trở nên căng thẳng hơn. Ngoài ra thì đường Lý Thái Tổ còn là nơi lý tưởng cho các bạn bè tụ tập,
những chiếc xe máy đậu thành hàng trên lề đường, các nhóm bạn cười đùa chụp ảnh, tạo nên một không khí sôi động nhưng mà gần gũi. Vào những dịp cuối tuần hay là lễ, các cửa hàng trên con đường này thường trang trí hương đèn và băng rôn, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút nhiều người đến tham quan. Trước mặt chúng ta là vòng xoay Lý Thái Tổ và Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là một trong những nút giao thông sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi gặp nhau của các tuyến đường lớn như là Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú. Nằm trên ranh giới giữa các quận 1, 3 và quận 10, thì vòng xoay này có lưu lượng xe cực kỳ đông đúc, đặc biệt là vào giờ cao điểm sáng và tối. Với vị trí chiến lược, đây là điểm trung chuyển quan trọng nối liền khu vực trung tâm thành phố với các khu vực đông dân cư lân cận. Vào buổi tối như bây giờ thì tại vòng xoay trở nên rất là sôi động. Dòng xe máy, ô tô và xe buýt di chuyển liên tục, tạo nên một khung cảnh sống động và đầy nhịp điệu. Vì đây là một vòng xoay lớn, xe cộ lưu thông với tốc độ chậm, tạo điều kiện cho người dân có thể di chuyển an toàn dù lượng phương tiện qua lại rất lớn. Xung quanh vòng xoay này là nhiều hàng quán, cửa hàng tiện lợi và khu vực buôn bán nhỏ lẻ, thu hút người dân dừng chân sau ngày làm việc. Các quán vỉa hè phục vụ các món ăn đặc trưng của Sài Gòn như là hủ tiếu, bánh mì, bún thịt nướng cũng nhộn nhịp khách ghé qua, tạo ra một không gian ấm cúng và gần gũi. Đây chính là đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn, là một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giờ cao điểm buổi tối khi người dân tan làm, học sinh tan học và đổ ra đường. Với lưu lượng xe cộ dày đặc, đặc biệt là xe máy và ô tô, thì tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các giao lộ lớn như là Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Văn Cừ và vòng xoay Lý Thái Tổ. Hai bên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì có rất nhiều là cửa hàng, các quán cà phê, nhà hàng và các tòa nhà văn phòng sáng đèn, tạo nên một không gian sáng rực, thu hút người tấp nập qua lại. Nhiều quán ăn, quán cà phê ven đường luôn đông khách, từ các quán vỉa hè bình dân cho đến các nhà hàng sang trọng. Dù đông đúc nhưng mà đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn là một nét hấp dẫn riêng, vừa nhộn nhịp vừa thân quen. Người dân thành phố Hồ Chí Minh thì đã quen với cảnh tượng đông đúc này. Nhiều người di chuyển một cách chậm rãi và bình thản, tận hưởng nhịp sống sôi động nhưng vẫn gần gũi. Đi dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai vào buổi tối thì bạn có thể thấy nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập tại các quán cà phê, quán ăn và đặc biệt là các quán vỉa hè bên đường. Những chiếc xe máy đỗ sang sát, các bàn ghế nhỏ kê gần nhau, nói chuyện rôm rã tạo nên một không khí ấm áp, thân thuộc.
các quán nước mía, trà sữa hay bánh tráng trộn, xiên que lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là các bạn trẻ và sinh viên từ các trường đại học cao đẳng ở gần đó. Ngoài ra thì đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng đi ngang qua nhiều điểm tham quan nổi tiếng như là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Dinh Độc Lập và Công viên Tao Đàn. Vào buổi tối thì những khu vực này thường yên tĩnh hơn nhưng vẫn thu hút một số khách muốn đi dạo, tham quan cảnh hoặc thư giãn không gian xanh. Công viên Tao Đàn chẳng hạn là nơi lý tưởng cho những ai muốn hít thở không khí trong lành giữa thành phố sôi động. Các bạn trẻ và những người thích chạy bộ, tập thể dục cũng thường ghé qua công viên vào giờ này. Đặc biệt, càng về khuya thì Nguyễn Thị Minh Khai lại có vẻ đẹp riêng của một con đường lớn trong lòng Sài Gòn. Đó là một số cửa hàng bắt đầu hạ cửa, nhưng các quán ăn đêm thì vẫn sáng đèn, chào đón những vị khách đến muộn. Một vài xe bán hàng rong vẫn phục vụ những món ăn khuya cho những người đang làm muộn hoặc khách vãng lai dạo ban đêm. Những xe bán hàng rong với những chiếc đèn treo lấp lánh từ xe hủ tiếu, bánh mì đến gọi khô bò v.v. trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những người vừa tan làm hay khách đi đường muốn thưởng thức chút gì đó đặc biệt của ẩm thực đường phố Sài Gòn. Với những ai yêu thích nghệ thuật và giải trí thì đường Nguyễn Thị Minh Khai còn là điểm giao của các rạp chiếu phim, trung tâm giải trí, văn phòng triển lãm, chẳng hạn như là nhà hát Bến Thành, các quán cà phê acoustic. Những quán cà phê nơi đây thì có phong cách độc đáo với không gian ấm cúng và nhẹ nhàng. Và những buổi tối cuối tuần thì tiếng guitar từ các quán cà phê acoustic vang lên, làm cho không khí đường phố trở nên thư thái và lãng mạn. Một số quán còn tổ chức những buổi biểu diễn nghệ thuật nhỏ thu hút sự chú ý của các bạn trẻ yêu thích văn hóa nghệ thuật. Đây còn là một con đường mang trong mình câu chuyện lịch sử và ký ức của thành phố. Đây là con đường chạy song song với các công trình lịch sử quan trọng và mang nét kiến trúc cổ điển đan xen hiện đại. Những tòa nhà cũ nằm giữa các công trình mới, ngôi nhà rêu phong, xen lẫn các quán cà phê và cửa hàng thời trang, làm cho con đường này vừa có vẻ sầm uất vừa phảng phất chút hoài niệm. Và các bạn, những ai mà từng đi qua con đường Nguyễn Thị Minh Khai vào buổi tối thì đều mang trong mình những cảm nhận riêng về vẻ đẹp, sự nắng nhiệt và cả sự yên bình mà con đường này mang lại.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Sài Gòn Vivo. Hy vọng những chia sẻ của chúng mình đã mang lại cho bạn những thông tin thú vị và bổ ích về cuộc sống, văn hóa và con người tại Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau với nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn hơn. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.